Rồi, ok anh em. Bữa nay trời nắng đẹp quá rồi, mấy anh em mình bữa nay mấy anh em mình tiếp tục ra clip cho anh em xem anh em ơi. Bữa nay mình đi với chú Hở với anh Sang nha anh em. Đây anh Sang đây anh em. Rồi, mấy anh em theo chân mấy chú cháu mình coi quay được cái gì, bắn được chuyện quay đó cho anh em xem anh em ơi. Rồi, let's go anh em ơi. Chạy vô hàng rào đấy, chạy vô hàng rào á, còn sống anh em ơi. Trời ơi, nội đi. Rồi hết chạy đó, chết đó. Rồi đựng con anh em ơi. Con đầu tiên của ba chú cháu mình luôn. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Sang à, đừng con anh em ơi. Kiếm cách mình vớt lên rồi quay cho anh em xem anh em ơi. Trời ơi sang chảy đủ. Ây da. Kiếm cách vớt chứ. Ở cỡ nó có trôi vô bờ không? Xa dữ trời. Nó có trâu vô bờ không? Luôn quá anh em ơi, bắn cu ra giữa sông anh em. Bây giờ nó gió quá nó bơi bên kia không anh em ơi. Giờ không biết được, bỏ quá anh em ơi. Gió bê 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 ra ngoài không? Rồi bỏ đi anh em ơi. Rồi mấy anh em mình tiếp tục đi dài dài lên cây có gì không? Bắn quay cho anh em xem. Vừa thấy luôn trời. Rồi, một con câu nữa anh em ơi. Tiếp tục luôn anh em ơi. Bữa nay mình đi với cây này nha anh em. Quá quen thuộc. Bay luôn rồi, bay luôn rồi. Bay rồi, bay rồi. Bộ rớt lòng đất trên vậy anh em.
Rồi xong một con cua anh em ơi. Lỗi đường nào đây? Sâu không ta? Không biết nữa, đem xuống nữa thôi. Sâu quá. Bước qua ngay cái đường đi. Bước ngay góc lúa. Quá mình không có đi săn với anh Sang nha anh em, cũng mấy tháng nay rồi, bây giờ mấy anh em mình gặp lại rủ đi một bữa. Trời bữa nay cũng êm nè anh em, bữa nay không có gió nữa, quá trời êm rồi. Đây cua cũng nhiều lắm anh em, nó hết trơn á mà nó nhát quá. Bữa nay mấy anh em mình tiếp tục ra clip cho anh em xem anh em ơi. Lâu rồi cũng không có đi chung với anh Sang với chú Hở anh em. Rồi tiếp tục luôn anh em ơi. Rớt mà. Sao không đi qua cái dốc cầu bên kia đi trời. Làm sao nắng cầu anh em. Rớt. Quá đẹp dưới góc luôn. Rồi được một con anh em ơi. Chú Hở lại bắn con đặng đi chú Hở. Rồi anh em ơi, anh Sang đường con nữa anh em. Bữa nay mấy anh em mình đi săn kiếm kiếm mồi về sinh tồn anh em ơi. Lâu quá mấy anh em cũng nhậu. Tàn hại anh em. Quá mập luôn anh em ơi. Còn con đắng nữa kìa. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rớt con cua anh em ơi. Được một con nữa anh em. Ờ chó à. Có cắn không? Rồi mình vô mình lụm con chim cái anh em ơi. Cây chanh. Gai không à. Ây da. Rồi được một con nha anh em. Tiếp tục anh em ơi. Cây nè muốn ăn dưới rồi vậy ta.
Trời ơi, con cua cọp, con cua cọp. Rồi gớt con cua anh em ơi. Bay rồi, bay qua nó đó. Kiếm khúc cây anh Sang. Sát bờ nè, lẹ đi để nó trôi ra ngoài. Ừ đó được rồi. Cú cọp mới bay qua gọ bay luôn rồi. Tiếp tục luôn anh em ơi. Cu cọp bay bển thấy trời, đậu bên đây nè anh Sang. Lo bắn con cu mini nữa. Cắn bụp cái đó nó bay ra. Bay qua nó đậu rồi bay luôn. Rồi, tiếp tục luôn anh em ơi. Anh em ơi, mình quên bấm cam. Giờ mình quay phút lụm quay cho anh em xem nha anh em. Có ông trời. Không, có nó quánh nãy giờ hai thằng đồ công mỏ rồi. Túi này chống nước. Rồi. Đâm được anh em ơi. Rồi tiếp tục luôn anh em ơi. Bồ câu nữa kìa, câu nuôi rớt. Rớt chúng ngay đầu rồi, chúng ta cái đầu rồi. Chúng ngay đầu rồi. Sáng rồi. Sáng rồi, sáng rồi, bay qua đây rớt rồi con. Bay qua đây rớt. Trời ơi, bi luôn anh em ơi. Rồi, gớp bộ lục bệnh nắng luôn rồi. Rồi, hai con bi hết anh em ơi. Còn biết đâu, em phước thì em đâu thấy đâu. Em ơi, con nãy anh bắn con ngay đầu cũng bay lại đây phất phất góc nhìn anh em. Rồi nó rớt ở đâu mất tiêu. Xong lại đây mình đẩy viên con ở đây. Ôm bi lại đẳng rớt anh em. Tiêu. Sang chuẩn bị lụm nha anh em.
đâu đâu đâu, xích lên xích lên, rồi gà đi thẳng lên luôn, thẳng lên luôn, thẳng lên chân, xích lên chút nữa, rồi cây không tới rồi xích lên chút xíu nữa. Rồi để cho anh Sang lụm cu cái anh em. Được anh em ơi. Con cu quá bự luôn anh em ơi. Con này mập bầu luôn. Rồi, tiếp tục luôn anh em ơi. Đi đường nào, đường này về luôn hay gì đường này? Đi đường này đi. Nè nè cho. Trời ơi, chết trên nóc nhà luôn anh em ơi. Rồi kiếm cây chịu xuống anh em ơi. Bây giờ nó không chịu xuống rồi. Dính trên nóc nhà luôn anh em ơi. Cây đầu khều trời. Kiếm cái tàu dừa đúng không hả? Kiếm cái tàu dừa, cái anh bắt cái xe ở đây nè. Mình đứng lên mình chịu xúc. Rồi để mình tắt cam cái anh em. Rồi mình kiếm cây mình chịu. Rồi không thấy nó luôn rồi. Không thấy được con chim luôn. Rồi đưa cây không? Rồi lụm con chim cái anh em ơi. Bắn gớt trên nóc nhà nè anh em. Rồi mình trèo xuống dưới cho nở lụm anh em ơi. Rồi mình đi xuống. À, giờ xuống mới chua nè. Mệt. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một con thu anh em ơi. Một con thu nữa anh em ơi. Tục anh em ơi. À, chú cháu mình lại đây sẵn nhổ lông anh em ơi.
gái hả mày? Rồi, một con nữa anh em ơi. Ơi. Câu cực quá anh em ơi, sát bên vô rồi, dưới cái nhánh cây nè. Rồi một con nữa anh em ơi, xiên cổ. Rồi tiếp tục nha anh em, nay mình với chú Hở đi vòng vòng anh sang về trước rồi, còn mình với chú Hở chạy vòng vòng kiếm mớ nữa, chiều mấy chú cháu mình làm lay gai anh em ơi, lâu quá cũng không nhậu chung với chú Hở. Rồi tiếp luôn, một con cu nữa anh em ơi. Rồi, mình vớt mình quay cho anh em xem anh em. Mới gớt xuống cái sạc dưới đây cái hết thấy luôn anh em. Tiêu luôn chú Hở, hết thấy luôn rồi. À thấy rồi, thấy rồi. Ừ. Rồi được một con nữa anh em. Bữa nay ăn cu mini không anh em ơi, không có hàng khủng đâu. Rồi tiếp luôn nha anh em. Trời ơi. Ôm bi luôn anh em ơi. Đó, nãy giờ ba con lụm được con nào cũng trời. Ba con đó, cảnh nãy giờ ba con. Ừ, nên cô ghé bán đó. Rồi, ok anh em. Kết thúc đi săn bữa nay của mình với chú Hở với anh Sang và anh Sang về trước anh em. Bữa nay thành quả của mấy chú cháu mình được 12 con cu nhí nha anh em. Lâu quá cũng không đi chung với chú Hở. Hai chú cháu mình ghé ở đây nhổ lông anh em ơi. Đây chú Hở nha anh em. Rồi hai chú cháu mình tiến hành nhổ lông xong khò cái chiều về làm lay gai anh em ơi. Rồi anh em xem clip thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha anh em. Rồi hẹn anh em vào clip sau nha. Rồi tạm biệt anh em.